Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái clip toàn cảnh của đường Hoàng Quốc Việt. Trong chương trình hôm nay thì anh em và các bạn sẽ được đi xem chiêm ngưỡng cái hành trình, đó là toàn đường Hoàng Quốc Việt. Và sau đó thì sẽ đi qua tòa tháp đôi của đường Hoàng Quốc Việt, và chúng ta sẽ vào một khu vực thành phố có những các trường học cũng như là các cái tòa biệt thự rất là nổi tiếng, các anh chị và các bạn nhé. Vâng, các anh chị và các bạn cùng ngắm cảnh vâng xung quanh của đường phố thủ đô Hà Nội. Vâng, như các anh chị và các bạn đang nhìn thấy bên tay phải là những hình ảnh ngôi nhà chọc trời, đó là cái ngôi nhà của các cái học của học viện hành chính. Và anh chị và các bạn, chúng ta bên tay phải là có một cái học viện là của bên quân sự, các anh chị nhé. Thì khu vực của đường Hoàng Quốc Việt này là vô cùng nhiều các trường học. Vâng, cái video này sẽ mang lại cho các anh chị và các bạn, những người chưa từng đến thì sẽ được ngắm và chiêm ngưỡng cái cảnh đường phố của thủ đô Hà Nội, đúng không? Và những anh chị nào cũng có thể là những anh chị cũng đã coi như là từng học tập, làm việc và sinh sống ở coi như là thủ đô Hà Nội, thì các anh chị và các bạn cũng đã đi qua con đường này, hoặc là cũng như là cái công việc hàng ngày của các anh chị các bạn, nhưng sau đó thì các anh chị lại về địa phương hoặc là đi công tác của những nơi khác. Thì trong cái khuôn video này sẽ mang lại gợi nhớ cho các anh chị và các bạn một phần nào đó về cái đường phố được các anh chị nhìn thấy. Đấy, như các anh chị đang nhìn thấy thì bên tay phải màn hình của anh chị và các bạn, đó là khu coi như là học viện hành chính, rất là rộng, đúng không? Các anh chị vào mà học lý luận cao cấp thì các anh chị đã học đây, hoặc các anh chị học về quản lý, các anh chị đã từng học tập ở đây rồi, đúng không? Vâng, video nó mang lại những sự gợi nhớ cho các anh chị và các bạn. Và hy vọng rằng các anh chị và các bạn xem video thấy hay, bổ ích, thì các anh chị hãy chia sẻ video này cho bạn bè và người thân của mình cùng xem. Và nếu như các anh chị và các bạn là lần đầu tiên ghé thăm kênh, thì các anh chị hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút chuông, để mỗi khi kênh chia sẻ những clip mới, các anh chị và các bạn luôn luôn là những người đầu tiên nhận được clip của kênh chia sẻ, các anh chị nhé. Vâng, như các anh chị và các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, chỗ đèn xanh đèn đỏ đó là ngã tư giữa Nguyễn Phong Sắc kéo dài và đường Hoàng Quốc Việt. Đấy, thì bên tay phải của các anh chị và các bạn của đèn xanh đèn đỏ là các anh chị rẽ phải, thì các anh chị sẽ ra Nguyễn Phong Sắc kéo dài, và các anh chị rẽ trái thì sẽ vào đường Trần Cung. Khu vực này thì có rất nhiều các cái, cũng rất nhiều các cơ quan, ví dụ như là các anh chị sẽ vào đó thì các anh chị sẽ vào là đầu tiên là viện xây dựng này, đúng không? Viện xây dựng, sau đó thì các anh chị sẽ đi qua là sau đó thì đến viện E, và bên đi tiếp lên nữa thì bên tay phải của các anh chị và các bạn là đường Trần Cung, thì sẽ có coi như là một quân sự, bên quân sự. Và đây thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó là trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Vâng, chắc chắn rất nhiều các anh chị và các bạn đã từng học tập và sinh sống ở trường này rồi. Vâng, nếu như các anh chị chưa lâu rồi chưa có dịp ghé thăm, thì các anh chị qua video này sẽ nhớ lại được những cái hình ảnh đường phố một thời gian các anh chị đã học tập và sinh sống làm việc ở thủ đô Hà Nội, và các anh chị đã được chiêm ngưỡng cũng như được thưởng thức những cái đặc sản của thủ đô Hà Nội, đúng không ạ? Và trên trước màn hình của anh chị và các bạn thì đó là một đèn xanh đèn đỏ, chỗ này thì là chỗ ngã tư, một đường sẽ rẽ vào bên tay phải thì sẽ rẽ vào Khuất Duy Tiến, và sẽ rẽ vào coi như là đường Nghĩa Tân, tức là trong này có một cái khu chợ Nghĩa Tân rất là nổi tiếng, bán rất nhiều các hàng hóa. Nếu các anh chị và các bạn đã từng học tập và sinh sống và làm việc ở đây thì các anh chị, chắc chắn các anh chị đã nhìn thấy rồi, đúng không? Đó là đã đi qua và đã từng coi như là vào chợ rồi, đúng không? Bên tay phải của các anh chị các bạn đó là coi như con phố Nghĩa Tân kéo dài, trong đó thì có rất nhiều các ẩm thực về các món ăn, cũng như là các anh chị đi vào sâu chút nữa thì qua đường Tô Hiệu thì các anh chị cũng được nhận thấy rằng trong đó cũng có rất nhiều các quán ăn ẩm thực của Việt Nam, và giá thành thì vô cùng rẻ, đúng không ạ? Đấy, thế còn bên tay trái của anh chị và các bạn là một tòa tháp đôi, và sau đây thì mình sẽ đi vào để cho các anh chị và các bạn ngắm về cái con đường phố thôi nhé, chứ không để ngắm được cái tòa tháp đôi đó, bởi vì là mình đang đi xe để quay cho các anh chị và các bạn.
Vâng, hy vọng rằng những cái thông tin mà chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các anh chị và các bạn, sẽ gợi nhớ lại được những cái một thời mình đã học tập, sinh sống và làm việc ở tại cái khu vực đó rồi, đúng không? Đấy, thì các anh chị và các bạn đến đây đã nhớ chưa? Và Tháp Đôi lại thì có quán KFC thì chắc chắn là các anh chị và các bạn, những người mà trẻ tuổi mà học tập ở thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những anh chị học ở trường sư phạm hoặc các nơi khác, thì các anh chị có thể là qua đây, hoặc các anh chị có thể làm việc lao động, thì các anh chị cũng đã ghé thăm đây ăn rồi, đúng không ạ? Ở KFC đây cũng khá nhiều năm rồi, và các anh chị nhìn thấy có một lái xe đúng là biển Hà Nội, biển 12A các anh chị đấy, đứng rất giữa đường, sau đó thì giờ bắt đầu mới rẽ vòng vào chỗ và làm cho cản trở giao thông đằng phía sau rất là đông. Một người mà ý thức kém thì sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều người trong quá trình gì tham gia giao thông. Nên các anh chị và các bạn, khi chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta cũng nên tránh phải những cái tình trạng như trên màn hình các anh chị nhé. Vâng, thì đến phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào sâu trong ngõ này, thì là đây là một đường xuyên suốt, chúng ta có thể đi ra đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, cũng như là chúng ta vòng lại thì chúng ta sẽ đi qua được, và chúng ta có thể coi như là đi qua các cái khu đô thị này để chúng ta đi về coi như là phía coi như là công viên Hòa Bình, cũng có thể đi được lối này nhá. Rất nhiều lối, và các anh chị có thể đi ra coi như đường Nguyễn Phong Sắc và tiếp tục lại đi ra đường Phạm Văn Đồng, và có rất nhiều hướng để các anh chị đi. Đấy, đây trong đây là một khu đô thị. Khu đô thị thì một quần thể rất là rộng, gồm có các tòa nhà chọc trời, cũng như là có cái như là các cái khu biệt thự liền kề các anh chị nhé. Thì đây là chúng ta đang đi trên con đường gọi là ngõ của đường Hoàng Quốc Việt các anh em nhé, ngõ đường Hoàng Quốc Việt, ngõ đường Hoàng Quốc Việt. Đấy. Thì các anh chị, đây mình đang phóng tốc độ nhanh một chút để cho các anh chị và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng đến nhanh chóng để đến được với khu đô thị các anh chị nhé. Đấy, khu đô thị để các anh chị được ngắm cảnh khu đô thị, và cái khu vực này thì cũng có rất nhiều các hàng quán, và đặc biệt thì các anh chị sẽ được ngắm một cái, đến đây sẽ các anh chị sẽ đến có một cái trường, một trường học của trường gọi là Everest. Trường này là trường của tư nhân, và cũng rất là đông các học sinh học, có từ tiểu học này cho đến trung học và phổ thông trung học, tức là gồm có 3 cấp luôn các anh chị ạ. Đấy, các anh chị nhìn chưa, bắt đầu vào khu đô thị rồi, thì các anh chị và các bạn đã nhìn thấy những cái tòa nhà chọc trời, và trước mặt bên tay trái màn hình của anh chị và các bạn thì đã có, đó là cái khu vực văn phòng tuyển sinh của trường tiểu học Everest nghe các anh chị nhé. Đấy, cái tòa nhà đỏ kia là cái tòa nhà dân cư, và mình sẽ đi coi như là cho các bạn qua cái trường Everest. Trong này thì có các mùa bể bơi 4 mùa này, có sân tập thể dục này, có rất nhiều các tiện ích cho học sinh của các cấp các anh chị nhé. Đấy, thì đây là cái trường, chúng ta vừa đi qua cổng trường Everest, và đây thì chúng ta sẽ đi vào khu đô thị. Đấy, sau đó thì nếu các anh chị rẽ trái thì các anh chị sẽ coi như là đi ra Trần Cung, các anh chị rẽ phải thì các anh chị sẽ đi vòng vào khu đô thị, và tiếp tục đi thẳng đây thì các anh chị có thể đi ngắm cảnh một vòng khu đô thị này. Và con đường này thì hiện nay theo cái quy hoạch thì nếu các anh chị rẽ trái thì các anh chị đi thẳng thì là cụt đường, nhưng sau tương lai thì sẽ có con đường đó sẽ đi thẳng ra coi như đường Trần Cung được các anh chị nhé, xong đi ra Hoàng Quốc Việt. Đấy, thế còn khi mà các anh chị đi rẽ phải đây thì các anh chị ra Nguyễn Văn Huyên nhé, Nguyễn Văn Huyên kéo dài, và sau đó thì qua chỗ đèn xanh đèn đỏ trên kia thì các anh chị sẽ rẽ trái, thì các anh chị sẽ quay vào coi như là quay ra công viên Hòa Bình, các anh chị rẽ phải thì ra coi như là đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nhé. Đấy, thì em đang đi cái khu vực này để cho các anh chị và các bạn ngắm cảnh được đường phố nhé. Đường phố cũng như các khu đô thị để các anh chị chiêm ngưỡng cái khu đô thị này. Đấy, khu đô thị này thì chúng ta đang đi qua tòa nhà, đó là trên trước mặt của anh chị là CT2C, và ở đây thì có cả bệnh viện ánh sáng nhé, bệnh viện
bệnh viện mắt ánh sáng. Thì các anh chị và các bạn tí nữa thì các bạn sẽ đi qua khu vực đấy, thì cái khu vực đấy nó nằm đường cái nối đường đi qua Trần Cung ấy, cho các anh chị và các bạn xem nhé. Đấy, thì như các trao đổi phiên chia sẻ với các anh chị ở phần đầu video ấy, thì các anh chị nhìn thấy chưa, trước mặt của các anh chị và các bạn thì thấy rằng có những khu vực, trong cái khu vực quần thể này thì có những cái tòa nhà, đúng không? Các chọc trời, các anh chị và các bạn đã nhìn thấy đúng không? Sau đó thì có những cái khu vực đó là những cái nhà liên kề để cho các anh chị và các bạn nhìn thấy. Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa? Vâng, như vậy là trong khuôn khổ video ngày hôm nay đã chia sẻ khá chi tiết cho các anh chị và các bạn ngắm cảnh khu đô thị. Vâng, hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích được cho các anh chị và các bạn. Nếu như các anh chị và các bạn thấy video hay, bổ ích, các anh chị hãy chia sẻ video này cho bạn bè và người thân của mình cùng xem, và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là các anh chị hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông để mỗi khi kênh chia sẻ những clip mới thì các anh chị và các bạn luôn luôn là những người đầu tiên nhận được clip của kênh chia sẻ. Vâng, xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Và trong video tiếp theo thì em sẽ chia sẻ chi tiết cho các anh chị và các bạn xem nhiều những cái tuyến phố trên Hà Nội rất là đẹp, long lanh của về bên ngày cũng như về bên đêm. Các anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được những video mà kênh chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.